Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quay cho tất cả thành viên của Hero Team của mọi người. Hello. Hello. Oh, what? Hả? Yeah, của em. Ui, lão. Trời đất ơi, Simi làm cái chi mà nguyên cả Hero Team chấn động luôn vậy? Nhớ coi hết video này nha. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình cùng với Sammy Đào, chị gái của tôi sẽ đi làm tóc nè. Đó, hai chị em mặc đồ y chang nhau đó. Và để chuẩn bị có bộ tóc mới, tôi đã phải gọi là chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi bước để có thể gọi là sẵn sàng đón mái tóc mới của tôi. Ok, và đây, đó, ngồi lên ghế rồi nè, đó. Để chị chủ tiệm ra tư vấn làm tóc các kiểu đó, đoạn này vẫn cute tóc ngắn các kiểu à. Trời đất ơi, không biết là tóc mới của tôi sẽ như thế nào đó mọi người. Thì nói chung là cảnh này mình đang được gọi là chị chủ tiệm tóc gọi là tư vấn, đó, các kiểu là điệu. Đấy, ok. Rồi, bây giờ lên sàn mổ, à nhầm, lên sàn làm tóc cùng với chị tôi đó, gỡ kính ra, em làm giang hồ đó. Trời đất ơi, thấy chưa cái mặt vậy? Trợn con mắt lên đó. Hy vọng là tôi sẽ có một mái tóc xinh đẹp sau khi gọi làm tóc. Bơm, trời cái gì vậy? Trời, làm tóc đâu phải làm cái tóc mình thành đùi gà luôn, làm thành cái đùi dẻ đâu, nhìn ghê quá trời của đất luôn. Trời đất ơi, nhìn nó sơ sát vậy kìa. Ở thì cạnh này là nhân viên đang nhuộm tóc cho mình đó. Sao lúc nào cái bà Sim cứ dí mặt vô cam mà sao nhở? Trời đất ơi, không hiểu luôn á. Và đây là chị gái của tôi đó, cũng đang gọi là tẩy tóc mọi người. Đó, trời đất ơi. Rồi, tiếp tục cảnh tiếp theo chấn động nè. Đó, trời đất ơi, cái gì đây? Nùi dẻ phiên bản cao cấp mọi người. Trời, cái tóc tôi nó bay như kiểu là bị giật điện mọi người. Le le, cái kiểu mọi người. Trời, cái tóc gì mà bay lên bay xuống, nhìn lố lăng ô gì dễ sợ. Nhưng mà không sao, đây vẫn là quá trình đang nhuộm tóc nha mọi người, tẩy cái tóc chân đen của tôi nha các bạn. Đó, trời đất ơi, đoạn này bị hí hửng các kiểu. Hôm nay là chị tôi nè đó. Sao chị tôi nhìn bình thường mà tôi nhìn chấn động vậy? Đó, nhìn tôi nè. Trời đất ơi, sao như cái chổi lông gà vậy? À mà tiệm tóc cũng khá chu đáo, phải chuẩn bị đồ ăn cho tôi nè. Và đây, ghế thật mọi người. Tan 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 tan, Jimmy đầu trắng bóc. Thì đoạn này đang tẩy hết cả cái đầu của mọi người ạ. Đó, trời ơi, những cái mặt kìa. Nhìn ngáo ngơ dễ sợ nha. Thì có nhiều bạn thắc mắc là ủa chị xem, để xem tẩy nhuộm về chắc tóc chị xem chắc cũng gọi là sắp rụng rồi cái kiểu đúng không? Thật là không nha, bởi vì thật ra trong quá trình gọi là mình tẩy nhuộm tóc thì mình cũng có dưỡng rất là nhiều bước. Đấy, nên tóc mình sẽ không bị khô sơ đâu, nhuộm nhiều nhưng mà mình cũng gọi là dưỡng rất là nhiều nha. Đấy, ok, thì với mọi người đây là một cái chỗ gội đầu và nó có cả chế độ massage luôn mọi người. Đó, cạnh này xem đang gọi là gì ta, rửa tóc đó, đang dưỡng tóc của mọi người đó, rửa đi những phần dưỡng các kiểu đấy không. Đó, gội đầu, sao cái mặt tôi như cái quả trứng vậy? Trời ơi, sao Simi có thể quay một cái góc xấu đau xấu đớn vậy? Trời ơi, rất là nhìn bả kìa, trời ơi, bả đang được gội đầu mọi người đó, đang massage các kiểu. Trời, cái mặt tôi mà so với cái da trấn thì chắc là trở thành hai anh em luôn á mọi người. Sao cảnh này tôi quay dài vậy? Không biết nữa. Nhưng các bạn yên tâm đi, dù mình tẩy tóc nhiều lần nhưng mình sẽ dưỡng rất là nhiều nha. Nên tóc mình sẽ không bị khô sơ đâu. Đấy, với lại mình nhuộm một cái màu khá là đậm nên thật sự nó không có dễ bị sơ như vậy đâu mọi người. Đấy, sao cảnh này nó dài vậy? Kìa, có thể bát qua được không ạ? Simi vài câu chuyện quả trứng. Rồi, tẩy tóc xong rồi, dưỡng xong rồi, xoáy lên thôi cả nhà ơi đó. Bây giờ tóc tôi vàng khè vàng khét. Trời, nhìn cái chân tóc tôi à, nó trắng xóa luôn. Trời, tôi lần đầu tiên tôi thấy cái tóc tôi nó trắng xóa luôn mọi người. Trời, như kiểu cái đầu tôi mới được tẩy á mọi người. Đấy, trời đất ơi. Ở cái cạnh này sấy tóc khá là ấm áp với mọi người đó. Sấy tóc rồi, hai người sấy tóc. Trời đất ơi, cái mặt bã kìa. Đó, rất là ưng nha mọi người. Đó, thì sau khi sấy xong chúng ta sẽ đem vô cái lò nướng. Đó, chúng ta đang nướng cái tóc chúng ta chín lên đó mọi người. Nói giỡn thôi. Cái này thì đang gọi là gì ta, ủ tóc để cho tóc có chất dinh dưỡng, để lúc mà nhuộm lên thì không bị hư tóc đó mọi người, chứ không phải nướng tóc đâu nha. Đấy, nhưng mà mình đang tưởng tượng như mình được nướng tóc lên đó mọi người. Trời, đủ quy trình á. Đem đồ dưỡng gia vị vô, xong giờ là đem mình vô cái máy để mình hấp cái tóc
lên cho nó chín đó mọi người. Nó y chang luôn mọi người. Đấy, trời thì cạnh này đang dưỡng mà mình cảm giác là khá là ấm tóc đó mọi người. Rồi, dưỡng xong là sấy khô tiếp. Trời ơi, cái đầu tôi như kiểu một cái món ăn xong cứ xào nấu mọi người. Đây là chị tôi, đó, vẫn chưa tẩy xong. Trời đất ơi. Nói chung là chị mình nhuộm một cái tông màu khá là sáng cũng phải làm rất là nhiều bước đó mọi người. Đó, trời ơi, những cái mặt rất thỏa mãn đúng không? Đó. Nhưng không phải đâu, thực ra mình cay mắt thì mình không mở mắt được đó. Đấy, rồi đó, tóc đã sấy khô xong, các bạn thấy cái chân tóc mình không? Trời đất ơi, nó trắng xóa luôn, như bị hói vậy mọi người. Trời ơi, sợ quá. Trời đất ơi, đó là lý do mà tôi không nên để tóc vàng, mọi người không có hợp miếng nào luôn á. Không hợp nha. Đó, thì cái đạo này người ta đang xịt một cái loại dầu xịt để lúc mà nhuộm lên là không bị đau á mọi người. Đó, thì lúc mà mình hỏi anh nhuộm tóc thì anh ơi có đau không, thì anh bảo không đau đâu em, nó như kiến cắn vậy. Mình kiểu ô kiến cắn hả? Mình cũng khá là tin anh làm tóc, mình nghĩ ở thì cũng như kiến cắn mà có gì đâu đau. Đấy thì đó, trong quá trình xịt thì mình cũng khá là mát mẻ mọi người, vì cái thuốc xịt này nó là mát. Ok, cạnh này mình đang ngủ để chờ anh nhuộm tóc tới. Oh, chưa tới lượt hả? Ok, vậy thì mình sẽ ngủ tiếp vậy. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình nhuộm tóc. Và hồi nãy mình có hỏi anh nhuộm tóc thì anh có đau không? Anh bảo không đau, như kiến cắn vậy. Nhưng mà kiến này nó lạ lắm mọi người. Nó kiến Mỹ, kiến gì ấy mọi người, chứ tôi cảm giác cái đầu tôi có vẻ một con kiến cắn mà nhờ kiểu gọi là ba cái hàng kiến nó cắn vô đầu tôi mọi người, nó đau kinh khủng luôn. Các bạn nhìn cái mặt tôi kìa, một khuôn mặt không hề đau khổ, không hề buồn, không hề cảm giác đau khổ tẹo nào ấy mọi người, không hề đau khổ luôn. Đó đang cười vừa một nụ cười hạnh phúc của em đó, một nụ cười tỏa ra sự năng lượng tích cực, rất là hạnh phúc vì nó không hề đau mọi người, mà nó cực kỳ đau. Và sau khi trải qua mấy chục phút đau đớn thì đây, cuối cùng tôi cũng được thư giãn. Đó, thì đoạn này là cái đoạn mình nhuộm xong rồi, mình nhuộm đủ thời gian rồi thì mình sẽ đi gội đầu ra mọi người. Đó, ok. Rồi, cái đoạn này đang rất là buồn ngủ luôn mọi người. Rất là buồn ngủ luôn. Mình thề các bạn, mình rất buồn ngủ luôn, mình thực sự rất muốn ngủ tại đây luôn á mọi người. Đấy, đó, nhưng mà thôi, vì cố gắng có mái tóc xinh đẹp nên thôi tôi không đi ngủ nữa. Đấy, ok. Rồi, lúc này cũng khá là muộn, mình cũng không biết nữa, nhưng mà theo mình thấy nó khá là muộn. Đấy, ok, rửa tóc ở đây. Lúc này là khoảng 21h44, 21h là 9h44 á mọi người. Đó thì các bạn nhìn vậy thôi chứ thật sự mình rất là mệt luôn. Rồi xong, tóc xanh lè xanh lét rồi mọi người ơi. Đó, Simi đã trở lại. Và sau khi gọi là Simi đã có mái tóc xanh thì Simi sẽ làm gì ạ? Đây thì mọi người, chùm tóc nối của tôi đó. Trời ơi, nhìn vậy thôi chứ mới một nửa thôi nha mọi người. Lát nữa có cái gì kia đem tôi thêm một chùm nữa là hai chùm tóc nối chứ mọi người. Trời ơi, nổi một đống tóc này dơ là sang chấn tâm lý luôn mọi người. Nhưng mà thôi, vì em đẹp, em xứng đáng nên chị cũng chấp nhận. Ok, rồi đó. Đó, thì bây giờ có cái chị này vô nổi giúp mình nữa. Bởi vì một tay anh này nổi không có được, nó nhiều quá, mọi người không? Đủ được. Cảnh này là quá mệt mỏi để cái mặt đờ đẫn nè. Mệt quá, anh ơi, nối nhanh giúp em về nhà, em còn cho bé Mơ ăn nữa, em đói quá, cái mặt đang rất là buồn ngủ nha. Đó đây, 11h13 vẫn chưa xong nha. Đó, bây giờ rất là mệt luôn, mình nối tóc từ 3 giờ chiều đến bây giờ chưa xong. Rồi bây giờ chị, cạnh này xong rồi, nhưng mà vẫn phải còn xoáy tóc tạo kiểu, trời ơi. Rồi xong, rồi hóa thành công chúa tóc dài luôn, thấy chưa? Đấy, trời đất ơi, đặc biệt là chị chủ quán này rất xinh nha. Đó, thì nhờ chị ấy là tôi là con mái tóc xinh đẹp đó. Trời ơi, nhìn không quen luôn nha. Nhỏ nào vậy? Ai mà bảo đây là mèo Simi thì tôi không tin nha. Nhỏ Simi sao tóc dài vậy được, đúng không? Đó, trời ơi, cái tóc dài miên man, trời ơi. Không biết các bạn thấy mình tóc dài có đẹp không thì các bạn cũng đừng quên phơi cho tôi biết nha. Đó, ok, trời đất ơi, cái tóc. Và đơn xin chúc mừng, 1 giờ sáng mới xong. Trời đất ơi, 1 giờ sáng 0101, số rất đẹp. Và đây, đó, 1 giờ sáng
tôi và chị gái tôi mới làm xong hai cái bộ tóc đó. Trời ơi hai chị em, bây giờ chỉ thiếu điều là hai đứa nhuộm đúng hai cái màu là xác định là các bạn phân biệt không ra luôn đó. Đấy, trời ơi hai chị em tôi cute dữ sơ. Dù 1 giờ sáng rồi nhưng hai đứa vẫn cố điệu. Rồi cái này đụng trúng cái cửa. Rồi ok. Đấy, cắt kiểu con là điệu. Rồi đây, hai chị em ra ngoài đường không thấy một bóng ma luôn. Đó thì giờ có mấy cái xe chạy ngang thôi thôi đó. À chính thức là mấy giờ đây? Đây 2 giờ. Trời ơi 2 giờ sáng mới xong, 2 giờ sáng mới lết được ra khỏi đường nha mọi người. Đó ta nói làm tóc đâu có mất nhiều đâu, mất mấy chục tiếng à, mất mười mấy tiếng thôi. Làm tóc nhanh lắm. Trời ơi nối hai cái chùm tóc vô là hết ngày luôn đó mọi người. Xỉu tại chỗ luôn. Đó. Đó, cạnh này hai chị em đang nói cái gì đấy nhưng mình không biết. Nhưng mà đó, nói chung tụi mình đang giải thích về việc hôm nay tụi mình làm rất là mệt luôn mọi người. Rồi, chào mừng các bạn với hội Hot Girl 3 chị em. Đó, gì ta? Sammy, Simi và Camui. Đó, trời đất ơi, 3 chị em. Nói chung là hôm nay mình cùng với Hero Team sẽ đi gọi là gì ta? Cái TikTok Award. Đó, cuối năm. Đó, trời đất ơi, ai cũng lùng lồ, ai cũng xinh đẹp hết trơn luôn mọi người. Đấy mọi người, mỗi kiểu. Mình được cuốn kè, lột cuốn thế. Camui thì ngầu. Còn Sammy thì rất là ngầu loài luôn mọi người. Ngầu mà hết chỗ chơi luôn. Đấy, đó. Đó chị em là tôi nè. Đó siêu xinh luôn. Đây là chị VV và chị Linh Baby. Trời ơi Barbie nhầm. Ok đó, nói chung là trong sự kiện ai cũng xinh hết trơn. Nhưng mà người trời ơi, tôi muốn chụp ảnh với quay nhiều người cho mấy bạn xem lắm. Nhưng mà trời ơi thời lượng có hạn nên quay không có hết được. Đó thì đây là toàn cảnh nha mọi người. Hello hello. Đó trời ơi xinh quá xinh quá. Đây trời ơi, đây Hello Team đi sự kiện nha mọi người. Đây chính là sự kiện của TikTok cuối năm nha mọi người. TikTok Award. Đây hai chị em của tôi. Hello, hello Lily, hello Lolo. Đó. Trời ơi xinh quá. Đây là Siro nha mọi người. Đó. Trời đất ơi. Nói chung là nguyên sự kiện hôm nay thì mình cùng Hello Team đã ăn mặc rất là chỉnh tề và rất là trang trọng mọi người. Đó. Nhìn không có ủa đâu làm gì vậy? Giật hết cả mình à. Đấy. Ok thì đoạn này là mình vừa làm quen với một gọi là một người anh mới đó. Và đây đó bốn đứa làm trò đó trời. Từ người xa lạ tới người quen không với mọi người đó trời. Mình kiểu gặp ai mình cứ táp vô quay clip nè đó. Và đây là những người đằng sau là của Hero Team đó. Một người đằng sau này hello. Đó hello hello. Đấy ok đó. Và đây là các buổi chương trình của TikTok Award. Đó, TikTok Award 2022. Đó, nói chung là sẽ có rất là nhiều tiết mục đặc nhiều tiết mục hay của các nghệ sĩ, của các ca sĩ và các TikToker. Hết. Thank you.